Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ review em giày Nike SB Dunk Low Para. Đây là phiên bản hợp tác lần thứ 2 của nghệ sĩ người Hà Lan Para và Nike trên mẫu SB Dunk Low. Sự tái hợp lần này thì tập trung vào những họa tiết, những hình vẽ trừu tượng và những tông màu đặc trưng rất là nổi bật, rất là sặc sỡ. Bên cạnh đó thì chúng ta có những điểm nhấn màu kem tương phản làm cân bằng lại màu sắc. Dưới lớp hoa văn sẽ là một lớp da lộn màu hồng, bởi vì đôi giày này là một đôi giày skate và sau khi skate một thời gian thì đôi giày nó sẽ bị bong cái lớp bên ngoài ra, hoặc là ai không skate thì cũng có thể cắt ra và nó sẽ trông như hình mình đính kèm. Shoes của đôi giày thì được làm bằng da màu đen. Tuy nhiên điểm đặc biệt là dấu shoes chỉ đi đến một nửa đến giữa thân giày, chứ không kéo dài đến tận gót giày như ở các đôi Nike khác. Dấu shoes này còn được gọi là mini shoes. Đây cũng có thể gọi là một điểm đặc biệt ở Nike Para, bởi vì mini shoes cũng đã xuất hiện ở phiên bản Para Nike SB Dunk Low trước đó vào năm 2019. Ngoài ra thì ở phần mũi giày cũng có thêm một dấu shoes nhỏ rất là đáng yêu. Chất liệu da được sử dụng trên đôi giày này khá mềm và mượt, nhưng nếu chỉ đánh giá riêng phần da thì thật sự là chưa thuyết phục mình lắm. Tuy nhiên, sự kết hợp độc đáo giữa phần da màu be trung tính với phần họa tiết sặc sỡ mang lại sức hút đặc biệt cho đôi giày. Như những đôi Nike SB Dunk Low khác, phần lưỡi gà của đôi giày này cũng được độn rất dày, mang đến sự êm ái khi trượt ván và cũng giúp bảo vệ cổ chân tránh khỏi chấn thương. Phần lót trong của đôi giày cũng được làm rất chi tiết với những họa tiết hình học giống như ở bên ngoài. Về phần insole thì không có công nghệ gì quá đặc biệt ở đây. Chỉ có một phần gót của insole thì được trang bị công nghệ zoom air. Và phần mũi thì có thêm một khối foam đặc. Phần đế của đôi giày này cũng y hệt như những đôi Nike SB Dunk khác hoặc những đôi Nike Dunk nói chung. Phần đế ngoài cùng được làm bằng cao su, tăng cường độ bền cho đôi giày. Đằng sau của đôi giày, phía bên phải có logo Nike giống như những đôi Nike SB khác. Còn bên trái là tên của người họa sĩ đã cùng hợp tác với Nike sản xuất ra đôi giày này là Para. Giày đi kèm với dây buộc màu trắng tinh tế. Ngoài ra thì Nike cũng cho thêm một đôi dây giày màu xanh để nếu ai thích thì có thể thay đổi. Dây giày là loại dây oval tròn và phồng, chịu ma sát rất tốt và nếu có sờn thì cũng rất lâu sau đó mới rách nhờ vào độ dày tự nhiên của sợi dây. Giá retail của đôi giày này là 110 euro, tức là tương đương với khoảng gần 3 triệu tiền Việt. Tuy nhiên thì để mua được giá retail của đôi này rất là khó và thường mọi người sẽ phải mua lại. Thì giá mua lại của đôi này nó sẽ dao động trong khoảng từ 250 đến 300 euro tùy theo size. Về size thì mình nghĩ là mọi người nên chọn size lớn hơn size thật của mình 0,5 size. Ví dụ như bình thường mình đi size 38 thì đôi này mình chọn size 38,5, đi nó sẽ thoải mái hơn. Nếu mà ai đang có ý định mua đôi này thì có thể tham khảo phần on fit của mình sau đây. Video này của mình thì cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!